Rồi vâng, xin chào mừng mọi người các bạn ở trên YouTube của mình nè. Tôi trước chia sẻ các lĩnh vực bên điện điện tử nha bạn. Thì hôm nay mình có cái video mình chia sẻ cho bạn, cũng như các bạn có thể làm theo, là về cái đồng hồ vạn niên cái này. Thì đồng hồ này khi bạn mua ở ngoài tiệm về á, thì mặc định là nó xài bằng điện ghim chui nguồn 220 cho mình. Đồng hồ nào cũng vậy, đồng hồ ghim nguồn 220 bạn cho mình xài với cái điện dân dụng của mình đó. Và vô đây thì nó biến điện ra nguồn nhỏ lại, rằng nó cấp cho mạch máy nạp điện tử này. Và mình xài đồng hồ này thì nó hiện tại hơn đồng hồ kim rồi, tại vì nó chạy nhiệt độ rồi, nó chạy ngày giờ theo, nó cài theo cái lịch hết, nên là mình không có chỉnh gì lại hết trơn. Có điều là mình bây giờ mình sẽ chế cho các bạn là chạy nguồn 12V, chạy nguồn 12V để khi mà cúp điện á thì mình vẫn chạy được. Thì bây giờ video này á, thì mình cái về cái đồng hồ vạn niên này mình sẽ ra hai cái video. Video này là mình chia sẻ với bạn là cách mà đưa cái nguồn 12V vô, lấy nguồn 220k mà đưa nguồn 12V vô, chỉ với bạn đấu. Và video thứ hai là mình chia sẻ với bạn là về cúp điện nhưng mà vẫn có điện chạy nha bạn. Video này mình chỉ các bạn là về câu nguồn 12V vô cho đồng hồ này chạy thôi. Đó là cái video này, mình gặp chung thì nó dài, chỉ các bạn video này thôi. Video này mình chỉ về cấu nguồn 12V. Thì đây là cái sơ đồ để mình tham khảo qua các bạn. Đây là sơ đồ trong cái bo mạch này nè. Thì sơ đồ nguồn nha, sơ đồ bo nguồn. Đây là cái nguồn 220 qua cái biến áp. Thường thường mình mua về á thì nó có qua mấy biến áp này các bạn. Nó còn qua biến áp đây nữa nè. Đó. Vẽ nãy vẽ thiếu. Đây là cuộn thứ cấp nè. Còn ở đây là sơ cấp nè. Đó. Sơ cấp là 220V. Nãy mình vẽ thiếu cái biến áp. Đó, đây là cái cuộn sơ cấp nè, là mình cấp nguồn 220V vô. Thì nó ra cuộn thứ cấp là 12V AC. Thì nó qua cái mạch lưu cầu, đoạn nó nắng điện về một chiều 12V DC. Mình phải xài cho mạch điện tử được. Và ở đây mình lắp một cái tụ cho nó ăn lọc. Tụ này 1000 mi, nhà microfarad. Nắng cái tụ này vô đây, thì trong cái đây nó để tụ có 470 mi cũng được. Đó là cái sơ đồ mạch nguồn 220 như mình mua về đó. Bây giờ mình muốn xài 12V và mình muốn xài điện bình, thì mình chỉ cần cấp nguồn 12V vô đây. Mình bỏ cái phần này, cấp nguồn 12 cái bình á, cấp 12V vô đây là nó sẽ được nguồn 12V để mình xài. Và video sau á thì mình nói về cách cúp điện mà vẫn có điện xài nha các bạn, cái chuyển nguồn được bình liền mặt điều khiển. Bây giờ mình chỉ các bạn, video này mình chỉ các bạn cách đấu. Thì các bạn chỉ cần đấu cái hai cái cọng dây bình á, hai cái cọng dây bình đây nè. Đây là cọng cực âm, cực cộng của bình nè. Đây là cực cộng của bình nè, còn đây cực âm của bình nè. Đây cực âm của bình đấu vô đây, cực cộng của bình đấu vô đây, đấu vô hai cái tụ này nè. Đó là nó sẽ được nguồn 12V. Mình lỗi bỏ cái nguồn 220k qua luôn các bạn. Bạn mình xài nguồn 12V bình. Thì
Bây giờ video này mình chỉ các bạn nấu nè, thì nó cũng đơn giản thôi, vứt cái này ra luôn đi cho nó dễ nói chuyện. Đây nè, đây là cái bo mạch của nó nè, ở đây là cái bộ lưu cầu vô nè, ở đây là nguồn AC đi vào nè, có mấy biến áp đó, có mấy biến áp, đây nguồn AC đi vào qua bộ lưu cầu nè, qua cái tụ nắng điện nè, cái tụ nắng điện đó, thì đây là IC ổn áp 7805, thì cho dù mình đưa 12V vô, 9V, 12V vô, nhưng mà nó ra là có 5V nè, cấp cho bo mạch. À, này, đây là cái đồng hồ thời gian thực, đồng hồ thời gian thực để nó làm việc đúng giờ nha bạn. Đó, đây là cái thời gian thực của nó nè. Còn này mấy cái led hiển thị đây, thì đây là IC 7805 ổn áp 5V, thì các bạn chỉ cần đấu cái dây vô song song với cái tụ này là xong nè. Đây, đây mình hàng vô cái dây nè, nó song song với cái tụ nè, đó, màu đỏ là vô cái cực dương của cái tụ, và màu đen đó, màu trắng đó, màu trắng cực âm đó là mình vô cái cực âm của tụ, là tụ nguồn đó, là mình được nguồn 12V để mình xài điện bình, hay là mình xài nguồn 12V từ nguồn nhà của mình. Thì đây đơn giản là mình chỉ bạn xài nguồn 12V bình để khi cúp điện thì mình vẫn có điện xài. Và ở đây là mình video này mình chỉ các bạn là xài nguồn 12V của cái nguồn gia đình của mình, một máy biến áp riêng ngoài, và khi cấp điện thì nó chuyển nguồn bình để xài luôn. Thì video sau mình sẽ giới thiệu các bạn cái đó. Video này mình chỉ các bạn cách đấu thôi đó, mình đấu vô vậy. Thì bây giờ mình sẽ gắn cái nguồn bình vô. Đây nè, đó, đây là cái nguồn bình. Bây giờ mình đưa cái nguồn 12V vô đây, 12V vô đây, nhưng mà nó ra, nó qua cái 7805 thì nó nắng lại, còn 12.5V để cấp cho cái mạch này. Đây, đây là cái nguồn bình. Bình này mình test là xài cái mạch này vô tư không các bạn, lâu hết pin lắm. Đây, dương thì mình cấu đấu theo cực dương nha. Đó, đây, đây chính là cái nguồn bình của mình nè, nguồn bình của mình để mình chạy cho nguồn 12V. Thì đơn giản là cái nhà mình á là có nguồn 12V của cái máy biến áp tổng, máy biến áp mà 5A để mình xài cho các thiết bị điều khiển trong gia đình của mình. Thì mình lấy nguồn 12V đó, mình xài cho đồng hồ luôn. Thì nó xài nguồn 12V mình khỏi ghim vô cho máy công, máy biến áp mà nó nóng. Và đặc biệt là video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn là bình này là nguồn dự phòng, thì khi cái đồng hồ này nó chạy mãi mãi luôn. Khi cúp điện á, bình thường có điện á thì nó xài nguồn 12V của máy biến áp, khi cúp điện á thì nó chuyển qua nguồn bình cho đồng hồ chạy, là đồng hồ này không ngắt luôn, chạy liên tục nghe bạn. Khi cúp điện ban đêm á thì mình chẳng thấy giờ. Thì video sau mình sẽ sẻ bạn về cái đó. Video này là mình chỉ hướng dẫn chia sẻ các bạn là cách lấy biến áp ra ngoài. Tại mình mua về là biến áp mà chui game, lấy biến áp ra ngoài, mà chỉ bạn là đấu nguồn 12V vô, chấm cái chỗ nào vô chỗ nào á, để cho cái này nó hoạt động. Cái video mình chia sẻ bạn cái đó. Rồi video sau thì mình sẽ chia sẻ bạn là khi cúp điện nó chuyển nguồn bình, đồng hồ là chạy mãi mãi luôn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video nha. Video miễn quay cái kia nữa thì rất là dài, để mình chia cả hai cái video. Video sau mình sẽ nói về cách bộ điều khiển chuyển sang nguồn bình khi cúp điện.
Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo về chia sẻ các lĩnh vực bên điện điện tử mới nhất của mình các bạn. Rồi, xin chào các bạn.